Ai quy ơi, loa Bose review sao em phát nhạc bị chập chờn. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách khắc phục vấn đề kết nối Bluetooth trên loa Solin Revolve Lod không được tốt và cách làm sao để mình ghép đôi hai loa Solin Revolve hoặc là Solin Revolve Lod với nhau để thưởng thức âm thanh stereo đặc biệt trên mẫu loa này. Bắt đầu nào. Có thể bạn chưa biết 80% vấn đề về tín hiệu kết nối Bluetooth trên loa Solin Revolve Lod đều xuất phát từ phần mềm. Như các bạn đã biết thì loa Bose Solin Revolve và Revolve Lod cũng có phiên bản phần mềm giống như chiếc điện thoại của chúng ta vậy. Thì khi cái phiên bản phần mềm gặp một vài vấn đề trục trặc thì nhà sản xuất sẽ phát hành phiên bản tiếp theo để sửa lỗi và cũng như là cải thiện chất âm và hiệu năng của phiên bản trước đó. Thì khi chúng ta gặp tình trạng chiếc loa Bose Revolve hoặc là Revolve Lod mà bị tín hiệu kết nối Bluetooth không được tốt thì hoàn toàn chúng ta có thể tự update firmware tại nhà và không cần phải mang đến ai tâm lo hoặc là gửi về trung tâm bảo hành của Bose. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để update firmware của chiếc loa này lên nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kết nối Bluetooth vào chiếc điện thoại của mình. Sau đó chúng ta sẽ mở phần mềm Bose Connect. Thì ứng dụng này có sẵn trên cửa hàng App Store và CH Play. Sau khi mọi người kết nối vô được ứng dụng Bose Connect thì chúng ta sẽ phát hiện ra có một cái phiên bản cập nhật mới và ứng dụng nó yêu cầu chúng ta phải sạc loa lên 20% và chúng ta sẽ bắt đầu cập nhật. Mình sẽ tính năng rất hay nữa trên chiếc ứng dụng Bose Connect đó chính là khả năng ghép đôi lại hai loa Bose Revolve hoặc Revolve Lod để cùng phát một bài nhạc ở chế độ Stereo Mode hoặc là Party Mode và chúng ta không phải mất quá nhiều thao tác. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để mọi người thao tác nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ kết nối Bluetooth của một chiếc loa trước vào trong iPhone. Sau đó chúng ta sẽ bật ứng dụng Bose Connect lên. Và sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái logo, cái icon của cái biểu tượng Stereo Mode và chúng ta sẽ bấm là File Speaker. Còn một chiếc loa còn lại thì chúng ta sẽ mở nguồn lên và đặt nó ở chế độ sẵn sàng để kết nối Bluetooth. Khi mà đèn chớp xanh như vậy thì ứng dụng Bose Connect sẽ tự động phát hiện ra một chiếc loa còn lại, là chúng ta sẽ dùng thao tác bút xuống để kết nối hai loa này lại với nhau. Đây, loa nó đã kết nối được với nhau và nó ở chế độ Party Mode. Thì chúng ta muốn nghe Stereo Mode thì chúng ta sẽ bật trên này. Yeah. Sau đây thì mình cũng sẽ demo mọi người nghe thử một bài nhạc ở chế độ Stereo Mode nhé. Cả hai loa cùng phát nhạc cho mọi người. Trên đây chính là bài hướng dẫn cách khắc phục vấn đề kết nối trên loa Solin Revolve, Revolve Lod và cách kết nối hai loa với nhau cùng phát một bài nhạc qua chế độ Stereo Mode hoặc Party Mode. Nếu mọi người còn bất kỳ thắc mắc nào xin vui lòng comment phía dưới video, mình sẽ tiếp tục quay những video hướng dẫn để mọi người tự xử lý tình huống ở nhà. Cảm ơn và hẹn gặp lại.